Nhằm quảng bá du lịch của thành phố, mới đây thành đoàn Pleiku đã cùng 6 đoàn trường trung học phổ thông trao bảng tượng trưng số hóa các địa danh, di tích, thắng cảnh biển hồ, di tích lịch sử nhà lao Pleiku và đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú cho Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố. Mô hình số hóa các địa chỉ đỏ được thực hiện tại các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về điểm đến cho du khách và nhân dân. Đầu tiên, chúng tôi đã thu thập các thông tin liên quan đến di tích lịch sử văn hóa biển Hồ từ các nguồn thông tin chính thống và có sự kiểm duyệt của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Pleiku. Sau đó chúng tôi xây dựng infographic từ các hình ảnh đã thu thập được, các nguồn thông tin đã thu thập được. Sau đó chúng tôi xây dựng video clip và chuyển cái infograph và video clip thành mã QR và chúng tôi in cái bản mã QR để khách du lịch cũng như là người dân khi đến với di tích văn hóa biển Hồ có thể dùng điện thoại thông minh để quét mã và cập nhật hình ảnh, thông tin, tài liệu liên quan tới di tích thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Pleiku này. Phát huy tinh thần xung kích trong việc tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố Pleiku đã tham mưu thực hiện, làm chủ các phần mềm quản lý văn bản và xử lý công việc. Sử dụng thành thạo hệ thống như điện tử công vụ, tích cực tham gia xây dựng kho dữ liệu số hóa tại cơ quan thành đoàn và các cơ sở đoàn trực thuộc, qua đó góp phần nâng cao vai trò của tuổi trẻ thành phố Pleiku trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Trường em đã thành lập rất là nhiều cái câu lạc bộ như là câu lạc bộ công nghệ thông tin hay tích cộng, hoặc là câu lạc bộ nghiên cứu STEM Day. Cho nên là em nghĩ ý nghĩa của các cái hoạt động này rất là thích hợp cho chúng em để mà tiếp cận thông tin hiện đại. Và ngày hôm nay thì em đã được tham gia vào hoạt động của thành đoàn, là hoạt động số hóa các di tích lịch sử, văn hóa, giúp cho những cái thành quả của ông cha ta được tiếp cận với các bạn trẻ ngày càng gần hơn. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Pleiku đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký và thực hiện nhiều công trình, phần việc trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, như xây dựng kho dữ liệu quản lý đoàn viên điện tử thông qua app Thanh niên Việt Nam, ra mắt mô hình tổ dân phố điện tử, khu dân cư điện tử ở 22 xã, phường, hỗ trợ giới thiệu tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên trên các sàn thương mại điện tử. Đối với lực lượng của đoàn viên thanh niên của xã, phường, thì tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính. Còn riêng đối với đoàn khối của trường học thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các em đoàn viên thanh niên thực hiện các công trình thanh niên về việc số hóa các khu di tích lịch sử, cũng đảm bảo theo cái nghị quyết của thành ủy Pleiku về việc phát triển, đẩy mạnh phát triển du lịch là ngành kinh tế quan trọng của thành phố trong thời gian tới. Ngoài ra thì chúng tôi còn chỉ đạo cho các đoàn trường trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục tổ chức thành lập lên những cái tổ công nghệ số trong các trường học để tiếp tục đẩy mạnh, thúc đẩy cái phong trào chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên. Bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, thời gian tới, tuổi trẻ thành phố Pleiku sẽ phát huy hơn nữa vai trò tiên phong trong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng Pleiku trở thành đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe.